Còn một cái sản phẩm đặc biệt luôn mà Phú Yên mình tới giờ này là chưa có, chưa ai có. Đầu chưa tiên là khen. Vâng, Phạm Vinh mến chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog nha. Hiện tại thì Phạm Vinh đang có mặt tại 22 Phạm Hồng Thái, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha mọi người. Thì tại con đường ven thuộc này, mọi người nhìn ra phía kia chính là chợ lớn của thành phố Tuy Hòa nha. Thì ngày hôm nay Phạm Vinh đến đây, Phạm Vinh sẽ quay lại cho các bạn xem một cái video nó hết sức là đặc biệt và chúng ta cùng giao lưu gặp một nhân vật rất là đặc biệt. Xin mời các bạn cùng theo dõi video nha. Ở bên ngoài mọi người nghe tiếng gió rất là ồn ào nhưng mà vào phía gian phòng bên trong thì rất là yên tĩnh. Em chào anh. Okay. Để em gắn em mic lên cho khán giả bên kênh Phim Vlog dở nghe ạ. Vâng, nhân vật đặc biệt mà Phạm Vinh muốn giới thiệu các bạn ở trên kênh Phim Vlog ngày hôm nay chính là anh Kim. Anh giới thiệu đầu tiên cho khán giả bên kênh biết một chút về anh. Mình là Phạm Vinh Kim, thì mình là giám đốc của doanh nghiệp là Yến Phú Yên, Yến Sào Khang Châu. Cũng là đồng thời mình cũng làm trong cái hội Yến Sào của tỉnh Phú Yên và đồng thời cũng là làm trong công tác trong ban lãnh đạo của Hiệp hội Yến Sào Việt Nam. Thì mong muốn là mình phát triển mạnh về cái ngành Yến Sào Việt Nam, trong đó là mình muốn đẩy mạnh cái Yến Sào Phú Yên của tỉnh mình để mà nó mang về cái lợi nhuận cho tỉnh, cũng là cái thương hiệu Phú Yên và cái Yến Sào Phú Yên cho cả nước biết. Dạ. Vâng, thì mình biết Phạm Vinh cũng giống như các bạn trẻ ha, từ lúc nhỏ cho đến lớn lên thì hầu như là nấu vợ yến thì hầu như mình uống các dạng yến khác ở ngoài thị trường ấy. Nhưng mà Phú Yên ngày hôm nay mình cũng muốn nhấn mạnh dân Phú Yên thì phải biết vừa Phú Yên và cái mặt hàng yến tại cơ sở Yến Sào Khang Châu. Mình mới lên clip này để cho quý khán giả cùng theo dõi. Bây giờ cùng anh giao lưu, anh giới thiệu các sản phẩm phía bên trong gian hàng của anh ha. Thì đầu tiên thì cũng sẽ giới thiệu đầu tiên về cái thương hiệu trước để mình nhận diện được là khi mình dùng cái yến xào ở Phú Yên hoặc là ở các tỉnh thành khác thì mình phải chú ý về cái vấn đề thương hiệu, để mà cái thương hiệu thì nó sẽ dẫn đến là cái chất lượng tốt hay là xấu. Yeah. Để mình tránh cái việc là mình sẽ mua nhầm những cái yến nó không đúng chất lượng và mình dùng nó không có đạt. Yeah. cái tiêu chuẩn như mong muốn. Đầu tiên thì về các cái showroom hoặc là công ty yến xào thì phải có, ít nhất phải có cái giấy chứng nhận thương hiệu. Yeah. Thì cái giấy chứng nhận thương hiệu này là do Cục Sở hữu trí tuệ của khoa học công nghệ người ta cấp cho cái nhãn hiệu là công ty Yến Sào Khang Châu, tức là công ty nào, ngành nghề nào cũng phải có cái nhãn hiệu này. Thì như vậy là bước đầu là nhà nước người ta công nhận được cái chất lượng của mình. Yeah. Và những cái đạt chất lượng như thế này thì nó sẽ kèm theo thì mình sẽ có cái chất lượng gọi là cái chứng nhận HACCP. Cái chứng nhận HACCP này á thì có một cái công ty của được kiểm định, phân tích mối nghi và điểm kiểm soát tới hạn của cái sản phẩm, và công ty này là được cái tổ chức ISO của Việt Nam. Yeah. Là người ta kiểm định, chứ không phải là cái này là mình muốn mời ai mình mời. Cái tổ chức này nó rất là lớn. Và khi mình đã được cái kiểm định như vậy rồi, nó có cái thời hạn. Thời hạn này là 14 tháng 8 2025 là mình phải làm cái mới. Yeah. Đó, chứ không phải là muốn làm là nó có để đạt được là chúng ta phải vượt qua những vượt qua nhiều chỉ tiêu á, yêu cầu nhiều rất nhiều chỉ tiêu, tức là xét nghiệm, kiểm nghiệm và người ta giám sát cái quy trình sản xuất chắc các rồi. Loại về chất lượng cũng như là cái bộ máy của mình quy yeah. trình đó. Thì song song đó thì sản phẩm Yến Sào Khang Châu thì cũng đạt được cái chất lượng là ô cốp 4 sao, chứng nhận ô cốp 4 yeah. sao cấp tỉnh. Đây là dạng VIP hả anh? Dạng coi như là tới giờ này thì cái về cái nói về cái ngành Yến Sào Phú Yên, cái sản phẩm Yến Sào Phú Yên thì chỉ duy nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Khang Châu là đạt được cái ô cốp 4 sao này. Yeah. Là chất lượng cao nhất hiện nay. Nếu mà mình có thêm cái một mà mình xuất khẩu đi nước ngoài nữa thì mình sẽ là 5 sao. Yeah. Đó. Hiện tại thì anh Kim là thuộc chủ tịch
Hội Yến đúng không anh? Đúng rồi, hiện tại mình là đúng rồi, mình là các bạn không để ý chứ mọi người thấy anh Khiêm thường xuất hiện trên đài truyền hình báo chí là rất là nhiều nha mọi người. Thì qua clip đây đây thì cái đây là cái bảng tên của mình là mình là chủ tịch Hội Yến Xã tỉnh Phú Yên. Đấy, cái tên của mình đây. Đây là còn một số cái mà mình đi tập huấn ở nước ngoài về để mà mình phát triển thêm cái nghề yến. Đó, cái đây chứng nhận của tiến sĩ nước ngoài. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có trong cái ban lãnh đạo của Hiệp hội Yến Xèo Việt Nam. Thì đây là những cái chứng nhận bằng khen của, như cái bằng khen bên này là của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mới vừa cấp năm vừa rồi, năm 24. Ở bên này là của tỉnh Phú Yên, ở dưới cũng tỉnh Phú Yên. Cái kia là của bên là Hiệp hội Xe Việt Nam chứng nhận. Thì công ty của Khang Châu cũng là thành viên của Hiệp hội Xe Việt Nam. Chung là anh Khiêm là ông thường lên TV lắm nha cả nhà. Báo chí thì đăng cũng nhiều đấy. Anh như Yến của mình là hiện tại anh đã đi đâu ta? Các tỉnh anh hầu như là nói về các tỉnh á, thì mình có đại lý và cộng tác viên rất nhiều. Cộng tác viên là đa số là những là sinh viên là năm 3, năm 4 làm thêm để kiếm thu nhập, nhưng mà nói kiếm thêm chứ không phải là kiếm rất nhiều, chứ không phải là kiếm thêm. Tại vì cái yến sào này là cái mặt hàng là lớn tiền, cho nên và đúng rồi, cái lợi nhuận nó cũng cao, tương đối cao. Tại vì nó lớn tiền thì lợi nhuận cao, cho nên là các cái bạn cộng tác viên là rất là thoải mái, mà sản phẩm là sạch sẽ nữa chứ không phải là khó khăn như là quần áo. Anh Kim, hiện tại là anh đầu tư bao nhiêu nhà yến ta? Hiện tại thì công ty là có 8 cái nhà yến. Thì cái ngay cái vị trí 22 Phạm Hồng Thái này là cái vị trí cái nhà đầu tiên khởi đầu của công ty. Là cái nhà này là hiện tại cái phần nuôi yến là 240 m². Thì cứ bình quân là cứ tầm là một lần hái khoảng 2 tháng hơn thì khoảng cỡ là 10 tới 12 kg của cái nhà này. Còn lại là phân đều cho 7 cái nhà kia thì còn lại khoảng tầm 20 kg cho 7 cái nhà còn lại. Thì giống là cái nhà này là tương đối nhiều. Mấy nhà kia là phân bố rải các huyện, rải các huyện trong Phú Yên, như là thị xã Đông Hòa là có là Phước xã Hòa Thành, Phước Lộc 1, Phước Lộc 2, hay là ở trên phường Nhất, hay là phường Tư, hay là ở trên Phú Hòa, hay là Hòa Trị, hay là ở An Hòa Hải, ở Tý An đó. Thì còn 22 Phạm Hồng Thái đây chính là cái văn phòng trưng bày của anh, cũng ở đây cũng và là cái văn phòng nuôi yến ở đúng không công ty anh? Là cái địa điểm cái nhà yến đầu tiên luôn, đầu tiên tức là cái nhà này là nó có 6 tầng thì mình kinh doanh là tầng ở 1 và là tầng 2 là sản xuất, còn tầng 4, tầng 5, tầng 6 là nuôi yến. Nuôi yến. À, tí nữa lát là nữa mình sẽ tham khảo trực tiếp cho khán giả xem ha. Xem bây giờ anh Yến sẽ giới thiệu cái showroom của anh là anh bán thứ gì ở đây, yến có các mặt hàng gì. Thì ở trong đó đầu tiên mình sẽ giới thiệu là đây là cái tổ yến nè. Đây là cái sản phẩm tổ yến này có thể là đem đi nước ngoài được nè. Đem nước ngoài được là sách tay nè, là ô cớp 4 sao luôn, sản phẩm là bắt tiền. Năm triệu rưỡi đó. Còn ở dưới anh Kim mỗi cái bánh này hả? Là một là hộp như này là một làng. Cần bao nhiêu ta? Tầm bao nhiêu? Nguyên một hộp này là một làng nè. Một làng hả anh? Mà cứ chia đều ra. Dạ. Đó. Còn cái sản phẩm mà nó không phải dùng cho để xuất khẩu. Nhưng mỗi miếng này là một lạng chứ? Chưa tới đâu. Chưa tới một hộp này là một lạng chứ. Nhìn một nó một... to rồi. Nhiều hơn. Một hộp là một lạng. Này là 5 triệu rưỡi nè. Còn qua bên này á, là những cái sản phẩm nó sẽ rẻ tiền hơn. Là cái hình thức nó ít đẹp hơn. Anh đây là cao nhất hơn. Cao á. Cao cao. Còn em thấy đây nó cũng... Cái này là yến, cái này là cái tổ yến thô. Là khi mà mình lên nhà yến mình tham quan mình thấy nó sẽ treo trên mấy cái miếng ván á. Và mình hái xuống là mình chưa lặt lông thì nó sẽ như thế này. Nó làm ra mình thấy đây là tổ yến chưa lặt lông nè. Là mình đỡ mình bán luôn chứ. Đã bán luôn là thì bán trong hộp nè. Đó. Cái này ví dụ khách mua loại gì là đây là mình làm sẵn. Còn cái đó là trưng bày nó đẹp thôi. Đây khi khách mua là nó này nằm trong mấy cái hộp này đó, làm sẵn trong mấy cái hộp này đó, thấy chưa? Mấy cái hộp này, hộp nhỏ có ví dụ hộp này 500.000 nè, hộp 2,5 triệu nè, hộp 2,7 triệu nè, hộp đủ nó ra nhiều cái định lượng khác nhau. Và bên này á là
cái yến là mình làm sạch rồi, thì vừa là chưng là dùng nó như cái hộp này là 1.9 triệu nè, đó hộp đây 1.9 triệu nè, có cái hộp 350.000 nè, và có cái hộp là mấy triệu nè, ví dụ hộp 3.5 triệu nè, hộp này 3.5 triệu nè, có cái hộp này đặc biệt là sản phẩm mà cho du lịch nè, 1.50 triệu, 1.50 triệu thôi đó. Thì những cái sản phẩm này là đạt ô cớp 4 sao hết, quá tuyệt vời luôn anh em. Nhìn yến rất là sạch sẽ. Thì ngoài cái sản phẩm đó là các cái sản phẩm yến hũ dùng liền nữa nè. Đây sản phẩm, để xem cái sản phẩm yến hũ nè. Như hợp đây em thấy tầm 500.000 được cái này. Đây là cho sản phẩm du lịch nè, những người ta mua du lịch về để làm quà tặng dân rất là hay. Nó... bỏ 2 triệu ra là mua 4 hộp về tặng được 4 người rồi. À, ngoài ra thì nó có cái sản phẩm là yến hũ. Yến hũ này mà nó sẽ làm từ cái yến mà cái tổ yến nguyên chất lúc nãy mình coi đó. Thì yến hũ ở đây đấy nó cũng đạt chất lượng này. Quá đẹp. Đó, thấy không? Còn cái xem này. Nó chất lượng ở trong đây nó tới là 6,3 gram. 6,3 nó là 6,3 gram yến tươi, 6,3 gram này. 6,3 gram. Thế là nó có định lượng mình ghi rõ đó, mình đăng ký nè. Đó, khi người ta mua yến người ta chú ý cái thành phần này. Đấy. Đây có đông trùng hạ thảo luôn. Có hả? Luôn, có luôn. Nó có ở đây nó có 3 chất vị. Chất lượng quá. 3 vị. 85.000 một hũ này. Thì một hộp bao nhiêu hũ vậy anh Kim? Một cái hộp này là như mình muốn là mình bỏ một cái hộp là 10 hũ. Hộp đây là 10 hũ nè. Hoặc là mình mua từng hũ, có thể lấy từng hũ luôn, muốn 859.000 một hộp này. Hộp đây là hộp quà tặng 2 vị. Đó, còn bên đây là cái hộp vị gừng dứa nè, bên đây là cái vị saffron nè. À, tất cả đều đạt chất lượng hết nha. Dạ. À, chất lượng hết. Đây. Ô cớp hết. Lúc nãy anh Kim là anh có gửi cho mình cái trang web của công ty luôn mọi người. Tham khảo là cái trang web vời. Công ty á, thì nó có cái trang web tức là yenphuyen.vn. Đây là cái trang web của mình nè. Đây. Đây. Trang web này. yenphuyen.vn nè. Đó. Là mọi người muốn biết nhiều hơn là vào cái trang web này sẽ thấy nhiều hơn. Đó. Cái còn một cái sản phẩm đặc biệt luôn mà Phú Yên mình tới giờ này là chưa có, chưa ai có. Đầu chưa tiên có là đâu. Khang Châu có luôn. Đây là cái sản phẩm. Sản phẩm gì anh Trung Bình cà chia sẻ. Này đây là cà phê yến sào Phú Yên. Đó, nghe đó. Cà phê nó lạ đúng không? Cà phê yến sào Phú Yên này. Cà phê yến sào nha, chứ không phải là cà phê không nha. Đây, cái hộp nó ghi là cà phê yến sào Phú Yên. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt Phú Yên đúng không anh? Đúng rồi. Tại toàn quốc có chưa ta? Toàn quốc có đó, toàn quốc có. Toàn quốc có rồi hả? Còn có, nhưng mà Phú Yên là chưa, đầu tiên thôi. Dạ. À. Chỉ có tại Yến Sào Khang Châu. Và để mà đăng ký á, mà để chỉnh chu về chất lượng đăng ký với cơ quan nhà nước đàng hoàng á, thì mình là những người đầu tiên. Dạ. Chứ còn mà làm mà không có đăng ký chất lượng thì hầu như là sẽ không bán ra được thị trường đâu. Đó. Thì công ty á, là vào thì có một cái quầy, có một cái quầy ba. Cái quầy ba bên đây nè, đi qua xem bên đây. Tức là cái quầy ba bên này á, cái quầy ba này á là để là dùng cho là du khách, mà khách hàng đến là sẽ là thưởng thức cái món cà phê yến. Lấy cái ly em, lấy cái ly nè. Đây. Đây là mình sẽ review cho cái chỗ cà phê yến, dù du khách vào sẽ dùng như thế nào. Lấy đồ các này. Khách tham quan là các vào được tại đây đây. Cái showroom yến sào Khang Châu thì sẽ được thưởng thức món cà phê yến nha cả nhà. Đây. Một cái gói như thế này á là mình sẽ pha được 2 ly. 2 ly gói được 2 ly. Cái gói này là tới 25 gram nè. Nó quá nhiều, 25 gram nè. Nhiều lắm, cho nên là mình một ly thì uống hết đâu. Thành phần là gồm cà phê yến rồi. Thành phần của nó là cà phê. Cà phê 3:1 và yến sào. Đây. Nó là có yến sào nè. Yến sào ở đây á, là nó tới là đây nó có ghi là 5 gram. Quá chất lượng. 5 gram đây. Nhìn đây cho nó rõ đi. Đây. Nè, cà phê nè. 2 gram yến sấy khô thấy chưa? Là 12 gram yến xào khi hòa tan.
yến khô nè, khi mà nó hòa tan này nó gấp 6 lần, nó tươi lên là 12 gram rồi. Yeah. Cái hộp này tới 12 gram yến sầu tươi. Đó, cho nên là quá chất lượng luôn. Đây là món hàng đầu tiên ở Phú Yên nha mọi người. Chế vô đây. Nhưng mà nhớ là dùng cái cà phê yến này á là phải dùng hết ly nha. Ít rồi được rồi. Về cái muỗng. Nhưng mà uống hết bịch đúng không anh? Hết, tức là mình được cái ly này á là mình phải uống hết ly. Dạ. Tại vì sao? Yến nó nằm phía dưới. Không biết cái uống phía trên là bỏ phía dưới là bỏ yến á. Dạ. Uống cà phê không bỏ yến á, yến nó sẽ yến nằm lại. Đấy, thấy không? Mọi người xem ly. Ha, đây là cà phê yến. Uống nó bổ. Nó có vị sữa không anh? Có. Nhìn cái màu thì cũng sữa. Có. Đó là cá sữa mà. Yeah. Thành phần nè, nó có ghi rõ. Thì để nói ra cái thành phần. Thành phần đó là đường nè. Đường nè, bột kem, cà phê hòa tan. 13,4% cà phê Robita. Yeah. 12 gram yến xào tươi. Và một số như là muối iốt, cà phê rang xay nhuyễn 0,5% hương cà phê. Nói chung là sản phẩm là quá chất lượng đấy. Giá nhiêu anh Kim? Cái sản phẩm này là 259.000 một hộp. Một hộp vậy? Một hộp là 10 gói. 10 gói mà 10 mình gói uống được 2 lần ạ. Mình 10 gói này là được 20 ly. Dạ. Yeah. Phải được 20 ly nữa này. Đấy. Quá chất lượng đấy. Đấy thì bây giờ thử nè. Ngọt ngọt, đắng đắng. Đó. Có vị đắng nè. Đắng đắng là cái vị của cà phê á. Yeah. Đấy, về phía dưới này nó có yến xào. Đấy. Nó có cái yến xào này. Thì khi mình uống là nó cái còn ở dưới đây mình phải uống hết. Sản phẩm này là ai suy nghĩ ra? Cái sản phẩm này á thì khi có một cái chuyến công tác bên Malaysia thì cái sản phẩm này là cái người mà đầu tiên có là của Malaysia. Yeah. Thì khi qua đó mình tham quan cái nhà máy của người ta, mình thấy là hay quá thì mình về mình xin cái mẫu mã và cái công thức và mình bắt đầu mình làm dựa theo cái công thức và mình có biến đổi một chút xíu cho nó phù hợp với cái hương vị của Phú Yên mình. Phú Yên mình là uống cà phê phải hơi đắng đắng xíu mới thích, chứ còn nếu mà ngọt quá là không thích. Có bán quạt tư nhà yến rồi đầy đủ đấy. Đúng rồi, có quạt tư nhà yến luôn. Còn đặc biệt là tới đây là các anh chị tới là có một cái điểm check in nha. Check in chụp hình là hang yến luôn. Đây. Đây là đứng vào đây. Hang ổ tận gốc đây. Gốc yến này. Đây là cái hang yến để mà mình check in mình chụp hình nè. Đó. Đây là nếu mà trong cái hang đá là mấy con yến nó sẽ đu bay như thế này nè. Nó sẽ có mấy cái tổ như vậy đó. Đó. Yeah. Đây là cái mô hình thôi nha. Khách đứng đây chụp hình nữa. Đúng rồi, đứng đây là chụp hình rất là đẹp nè. Đó. Yeah. Có thể vị trí đẹp hơn nữa là đứng ngay chỗ đây. Lấy rộng từ kia ra lại lấy hết cái khung này luôn, có cả cái con chim yến này luôn, là cả cái hình mà 3D bên này nữa là nhìn là rất là hoành tráng. Đúng không? Rất là đẹp. Đó. Thì cái vị trí này đứng chỗ này check in này là rất là đẹp, nó lên cái hình 3D đảo yến nè. Không? Phía trên là mình nuôi yến hả anh Kim? Phía trên là nuôi yến. Bây giờ để tham quan em đã dẫn lên tận mắt nhìn cái tổ yến ở trên cái thành luôn. Dẫn lên em. Rồi. Mình cùng chia sẻ cái video thực tế cho các bạn xem nha. Bây giờ mình cùng em đi lên trên nơi mà anh Kim nuôi yến này cả nha. Wow. Cái này có đồ nhiều quá ha, thiết bị nhà yến. Đây nha cả nhà. Video đây là trực tiếp phải nhìn vào cái nhà nuôi yến của anh Kim. Đấy, mọi người thấy nó đại khái như thế này cả nhà. Cái không gian nuôi yến này. Nghe yến kêu rất là nhiều. Cứ mỗi tầng là đỡ thang đi lên đúng không em? Đúng rồi. Đó, phía bên trong
Đây chính là cái nơi mà anh thu hoạch yến để làm ra những cái sản phẩm phía dưới cái phòng trưng bày nãy giờ là Phạm Vinh review cho các bạn xem đó. Mình cũng quay video thực tế trải nghiệm để cho quý khán giả thấy được rõ cái nguồn gốc yến mà anh Kim anh nuôi và anh cung cấp cho quý khách hàng nha. Đây mọi người ơi, thấy có tổ yến này, em rồi đem pin lên cho anh quay rõ hơn, thiếu ánh sáng đâu thì tổ màu trắng đó, em rồi pin chính nó đồn cái đó, đó mọi người thấy không, màu trắng trắng này, này là tổ yến này đó, đó. Đây nha, nó vào đây là đĩa hả em? Hay chung mình lấy cái gì đâu thu hoạch đấy à, là lấy trong cái vùng trắng trắng này đúng không? Dạ đúng rồi. Hay rồi nha. Đó thì mọi người đi lên tầng trên nữa thì bắt cái thang đi lên nè, thì nó cũng tương tự như thế này thôi, nhưng mà đi càng cao thì trên đó cái tổ yến thì càng nhiều nha mọi người. Yến nó thích ở trên cao mà. Đó, đi lên thẳng cái đó nữa thì mình cũng quay đại khái cũng qua trực tiếp ở đây thôi ha cả nha. Vâng, toàn bộ video nãy giờ mình đã quay review lại cái showroom Yến Sao Khang Châu cho quý khán giả xem rồi ha. Thì để kết thúc video, bây giờ anh Duy Khiêm sẽ có vài lời gửi mong muốn gửi đến quý khán giả. Thì lời đầu tiên á thì là rất cảm ơn là các anh chị quý khán giả cũng đã theo dõi cái showroom toàn cảnh cũng như là cái tổ yến trên thực tế trên cái nhà yến. Thì nhân dịp này á, mình cũng muốn là có một cái lời gửi gắm tới cho bà con mình, những người mà tiêu dùng sản phẩm yến xào Phú Yên, cũng như là khởi nghiệp, có thể là khởi nghiệp bằng cái nghề yến xào Phú Yên mình. Thì cũng nếu mà bạn trẻ nào mà có cái nhu cầu mà sẽ phát triển khởi nghiệp bằng cái nghề yến xào và coi như là kinh doanh yến xào cũng như là kỹ thuật xây dựng nhà yến, sửa chữa nhà yến, có thể liên hệ với Duy Khiêm. Duy Khiêm sẽ là nhiệt tình, là miễn phí hướng dẫn cho các bạn khởi nghiệp về cái nghề này là một. Thứ hai là cũng mong muốn bà con mình tiêu dùng cái sản phẩm yến xào thật là thông thái để mà mình dùng được chính xác cái sản phẩm yến xào chất lượng và đúng là yến thật, không được dùng cái yến mà có pha trộn yến giả này vào rồi để mà sức khỏe mình nó bị ảnh hưởng, như vậy là không tốt. Nói về yến xào là các anh chị bà con mình khi mua trên mạng phải lưu ý vấn đề là thương hiệu chứng nhận. Đa số bây giờ trên mạng người ta bán á, mà không thương hiệu là 90% đều là bị pha tạp các cái chất như là bụi trôm hay là thạch châu cau các kiểu, và mình ăn vào nó cũng không phải là nó không chết mình, nhưng mà nó đâu có bổ gì mà mình đi lại mua với cái giá tiền là yến xào mà là đi mua mũ trôm. Như vậy thì bà con mình cân nhắc cái chỗ đó. Và lời cuối là xin cảm ơn mọi người và mong mọi người sức khỏe và ủng hộ yến xào Phú Yên cũng như là yến xào Khang Châu tại số 22 Phạm Hồng Thái, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dạ em cũng xin cảm ơn anh Duy Khiêm nhiều ạ. Em chúc cho anh năm mới nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong công việc ạ.